Rồi. Ok, mở hai sắp xếp cái gì vậy thôi. Rồi. Lấy miếng nhựa ra bình thường. Thế là mở cụm mực. Xa xa rút này, rút cụm mực đây. Rút dây. Rút ra, nới. Rút dây trước. Rồi, con quay vào ốc ra đây. Tiếp cái đây. Rồi. Khi lắp vô chuối ở đây. Khắp. Rồi tiếp theo là đây. Rồi. Rồi, cái này. Rồi. Rồi tiếp theo là mở cái cụm từ ra đây. Rồi, quạt ra ra, rút dây. Kém. Rồi, thấp, thấp xuống. Thấp, thấp, thấp xuống dưới luôn. Rồi, rút sợi dây ra. Rồi, còn đây. Rồi, đây nè. Kéo lên. Rồi. Đặt nó lên. Rồi, quay cái đây. Là vệ sinh hết cái đây. Vệ sinh hết, sạch sẽ hết mực ở đây ở chỗ này. Yeah. Rồi sạch sẽ hết xong rồi. Ai mà đổ. Mất. Rồi. Xong ok lắp lại, đúng chưa? Lắp lại đây. Nhìn này cho ra này, đây. Quay vô đây, không? Quay lại ở đây. Đây. Khớp vô, không? Đặt lên. Xong ok đây. Đặt vô, đúng ok. Quay vô đây nè, ha. Rồi, đẩy vô thôi. Đẩy vô. Xẹt. Đẩy vô. Xong rồi. Bắt mà hai con ốc này. Check này. Xong rồi nhớ cắm dây liền, cắm dây. Ok. Rồi. Rồi đây. Kiểm tra làm sạch mực ở trong cái kẽ này. Nếu trường hợp cá mấy hơi thổi sạch không được thổi trên đây, thổi dưới đây thôi. À, phối dưới kệ đây. Sạch sẽ, càng sạch càng tốt nha. Không được thổi trên hai cái cốc này nha. Rồi lắp vô này, đây, lắp vô. Đặt đúng vị trí. Rồi, đẩy vô nhẹ nhàng thôi. Đẩy vô này. Xác vô, xác vô. À, xác. Xong rồi bật cái càng xuống. Rồi cắm dây lại. Tiếp theo là tới cái thanh này. Thanh này đúng giờ rồi, đặt nha. Dạ, đấy. Riêng cái thanh này là có ốc nó khác này, nhìn có ốc này. Ha, nó khác hết mấy con còn lại này. Ha. Nhớ lắp đúng cái con ốc này.
Rồi tiếp theo là tới cụm này, nhớ cắm dây nha. Rồi nhớ cụm này, cụm này thì lắp vô thì đang sẽ khớp ở đây, đúng vị trí thôi là khớp được thôi. À, khớp vị trí đây. Rồi xong lúc đó ta sẽ bắt hai con ốc nha. Đây, đè vô á, con ốc đây ha. Rồi tiếp theo đây cái nữa. Rồi rồi xong rồi ta cắm dây, nhớ cắm đúng chiều. Rồi xong ta sẽ lắp cái cầm mực, cầm mực như thế này. Đây khớp đây nó sẽ vào đây, và cái khớp lỗ đây nó sẽ vào lỗ này. Đây đưa vào, kéo đây xuống, xác vô khớp. Nhớ cho nó vào khớp. Lên đây. Lên rồi ok, ta sẽ cắm dây lại đây. Rồi bắt cái này vào, cái này đây, đây. Ta đã giữ chốt nè, cầm này lên ở trên đây, rồi đây kéo ngược lại giữ. Rồi tiếp tới là tới cái nắp này, muốn bắt cái nắp này là phải bật đây, xác vô. Rồi tại đâu rồi, xét vô nó không có cắn. Ok rồi xong rồi. Hôm qua ai mở con này ra, con